Em chào cả nhà mình ạ, chào mừng cả nhà mình đã đến với bài livestream của shop em trưa ngày hôm nay. Cả nhà ơi, vô livestream liền sang đọc xem với em nha. Mình thích mã váy nào có việc bình luận ngay cho em phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng chờ size nha mấy chị đẹp ơi. Rất là nhiều mẫu xem ngay hôm nay, giá của em nó sẽ dao động khoảng từ là 99.000, 200 mấy nè, 300 mấy cho cả nhà mình ở trong live ha. Cả nhà cố gắng lên đơn thật là nhanh và thật là sớm cho em nha. Đặt đơn thì bình luận phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được, bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh, em đảm bảo là sẽ có đơn hàng cho mấy chị yêu mình nha. Nhưng mà chị khách nào mà mình đặt đơn chậm tay quá thì sao ạ? Nó hết hàng rất là uổng. Cố gắng lên đơn cho em phải thật nhanh và thật sớm nha, em tư vấn và chờ hàng cho mình. Rồi em lên trước cho cả nhà mình cái mẫu váy này nha. Trời ơi đẹp lắm luôn á. Cái mẫu váy này nó đẹp dã man luôn cả nhà ơi, em đang mặc trên người nè. Mã số của em nó là 1680. Đầm em đang mặc trên người, mã số của em là 1680. Đầm lấy cái xà là cổ chéo cho cả nhà mình ha. Tay ngắn nè, ôm eo, đó cái dáng đầm. Chị khách nào mà mình vừa thích mặc body mà mình vừa thích là nó không bị ôm nè, nó hơi xè xè thì chốt liền cho em mẫu váy này nha, vừa body mà nó lại vừa thoải mái nữa. Rồi mẫu em đang mặc, mã số của em nó là, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1680. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em phía dưới mã số 1680 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng cả nhà ha. Ngày hôm nay shop sale cho cả nhà mình luôn, chị có giá bao nhiêu cả nhà ơi? 219.000 đồng một váy, chỉ còn có giá tiền là 219.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới. Hiện tại thì shop đang còn cho cả nhà 3 size, M là với size XL. Đây là một trong những mẫu đầm nằm trong top bán chạy bên nhà em. Tại vì cái kiểu của em nó rất là xinh luôn á cả nhà. Cái kiểu của em nó này nhìn giùm em ha. Chân váy em sẽ may kiểu đắp chéo giống như là một cái búp hoa vậy đó. Từ phần eo bên đây đắp qua và từ phần eo bên đây đắp lại cho cả nhà mình ha. Phối cho mình bèo chạy dài từ phần hông nè đi xuống với phần đuôi váy cho cả nhà mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1680. Mình đặt đơn có việc comment ngay cho em mã nha, 1680 với số điện thoại. Cả nhà thấy bài like của em vô cho em xin một nút chấm tương tác bài live stream đi nè. Cả nhà thấy bài like của em chấm bài tương tác bài like với em nha cả nhà ơi. Ưng mẫu váy nào comment phía dưới cho em nha, mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn cả nhà ha. Dạ em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1680 cả nhà ơi. Nhanh tay lên đơn chút liền cho em cả nhà, mã số với số điện thoại cho em là được luôn nè. 1680 sale rẻ 219.000. 1680 sale rẻ cho cả nhà ngay hôm nay luôn, 219.000 đồng. Cổ chéo tay ngắn nè cả nhà ơi, trời ơi xinh chưa, phối bèo. Em cao 1m65, đầm em mặc dài qua gối với em chút ha. Mình thích mặc dài dài để dài dài, không thích mặc dáng dài lên like cho em. 1680 cả nhà ha. Rồi sale luôn 219.000, 219.000 đồng, mã số là 1680. Rồi mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới cả nhà nha. 1680 với số điện thoại giá 219.000 đồng. Ba size cuối cùng cả nhà, nhanh tay lên đơn là dùng em mã váy này. Đầm em mặc đi đâu cũng đẹp hết trơn, mặc đi chơi đi tiệc được nè, mà mình vừa có thể mặc đi làm luôn nữa. Rồi 219.000 đồng mã này. Ui trời đất ơi, em còn 2 size cả nhà ơi, mới còn 3 size giờ còn có 2 size à, cả nhà không cảm ha. Em còn cho các chị đẹp mình 2 size thôi. Em còn cho cả nhà mình size M với L, M với L nha. 40kg tới 60kg, eo dưới 78. 40kg cho tới 60kg, eo dưới 78 nha em, mã váy này luôn. Mẫu em đang mặc, mã số của em đó là 1680, giá 219 nha cả nhà ha. Thấy bà like của em vô cho em xin một nút chấm tương tác bà live stream đi cả nhà ơi. Dạ em chào chị Giang Nguyễn, em chào cả nhà mình ạ. Chấm bài tương tác coi mình có ở bị ẩn bình luận không nha. Chị khách nào mà mình bị ẩn bình luận á thì mình nhắn tin cho bên em nha cả nhà nha, để bên em hỗ trợ. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Đây, lên cho mình một cái em đầm sale rẻ đi, 99.000 đồng cho cả nhà mình. Chấm bài tương tác nha cả nhà, em lên đầm sale 99.000 đồng cho mấy chị yêu mình nha. Tranh thủ cả nhà, thích mẫu váy nào có việc comment ngay trên phía dưới. Em lên cho mình một cái em đầm xòe đi. Trời ơi cái đầm này đẹp dã man luôn á. Đây váy này mình chưa thấy cái này đúng không. Tiếp tục cả nhà ơi, lên cho mình cái mẹ váy này. Mẫu em đang mặc, mã số của em nó là 1522. Đầm em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1522 cả nhà. Đầm ý cái sợi cổ chéo nha, tay ngắn, ôm eo, dáng đầm phơm xòe nè. Váy này may hai lớp khóa cái phía sau ha. Rồi mẫu em đang mặc, mã số của em nó là
1522. Chị khách là mình đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1522 với số điện thoại. Đầm này em đặc biệt sale luôn cho mình, còn 99 ngàn đồng một máy. Chất liệu vải ren họa tiết. Đây nhìn cái họa tiết cho em đẹp chưa? Phần tay này em may cho mình một lớp nha. Thân váy kỹ lưỡng cho cả nhìn hai lớp luôn. Có khóa cái ẩn gặp lệ nằm mình sau lưng cho mình luôn. Rồi mẫu em đang mặc mã số của em nói là 1522 99 ngàn, 1522 99 ngàn cả nhà ơi. Chị nào có chia sẻ livestream này đặt đơn mã này nha, cái mẫu này rất là đẹp luôn á. Cái tông màu đen là một cái màu mà dễ mặc cực kỳ luôn cả nhà, da trắng da ngâm mình mặc lên đều đẹp hết. Dáng quần của mình gầy hay là mình tròn người diện lên đều ok cho em ha. Màu này thì mặc lên là không kén da và không kén dáng người mặc luôn. Cổ chéo mặc lên rất là sang ạ. Tay ngắn cho mình nè, có nhấn eo, dáng đầu phông xòe cho mình luôn. Trời ơi quá xuất sắc cả nhà. Rồi ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn. Mẫu váy ren 1522 chỉ có 99 ngàn đồng một váy. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số 1522 với số điện thoại. Giá đầm này giá cũ là em bán cho mình là 349 ngàn đồng, nhưng trong bài livestream ngày hôm nay chị khách và mình đặt đơn có chia sẻ là em giảm giá luôn là 99 ngàn đồng ha. Cả nhà mình khỏi lo, tại vì những cái mẫu váy này là bình thường á, giá là 300 mấy, giá là 300 mấy, em sale xuống cho cả nhà mình luôn chỉ có 99 ngàn đồng, 100 mấy, 200 mấy một chiếc thôi. Đó thì ở trên livestream á, những cái giá mà em báo cho mình là 99, 100 mấy, 200 mấy là không phải giá gốc nha, mà giá đã sale rồi nha mấy chị ạ. Để đỡ mất thời gian thì em chỉ có báo giá sale thôi. Dạ eo của đầm này eo 72 đổ về nha chị ơi, 55 kg eo 72, mã là 1522, 52 kg eo 72 cho em nha. Rất là đẹp luôn á chị ạ. Trời ơi cái vải nè xuất sắc không. Phần tay may một lớp, thân váy kỹ lưỡng cho mình hai lớp, có khóa kéo nằm đằng sau lưng, mã số 1522 cm, 1522 cm dùng em. Nhanh tay lên đơn chút liền nha cả nhà, 1522 cho em nha, 99 ngàn đồng. Rồi ok chứ lên chút có đơn hàng luôn, chị biết sao kêu có đơn luôn nha. Rồi còn chị khách nào mà đặt đơn nữa tranh thủ giùm em, 1522 giá 99 ngàn đồng. Đó chất ren nha cả nhà mình, ren này là ren họa tiết caro như vậy nè, đẹp không chị ơi, xinh lắm luôn á. Ren nào em cũng có, ren hoa cũng có, ren bi cũng có, ren hoa caro như vậy cũng có cho mình luôn ha. Đó đẹp ghê chưa. Rồi bây giờ em sẽ thay thêm cho mình một cái mẫu váy khác nha. Em có cái em đầm này cũng một size M vài chiếc à, để em lên em sale luôn cho mình nha. Eo 74 vừa không em? Eo 74 để em lên mẫu này cho chị Hạnh Nhữ ơi. Em chị 74 đúng không? Lấy cái này đi, lấy cái này cho em nè chị, để em lên cái này em sale cho, tại vì đầm này em còn cho mình size size nhỏ nè. Cả nhà muốn sale váy em bao nhiêu bình luận phía dưới cho em nha. Rồi chứ em Phúc có đơn luôn, 99 ngàn luôn, rất rẻ luôn ha. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc, mã số của em nó là 1651. Em đang mặc mã số của em nó là 1651 nha. Chị khách nào mà đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số 1651 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn cho mình luôn. Chờ em xíu. Rồi 1651 em chỉ còn CM, em sale cho mình luôn 179 nha. 179 ngàn đồng, 55kg E74, 55kg E74 dùm em. Mẫu em đang mặc, mã số của em nó là 1651. Chị khách nào đặt đơn có việc comment ngay cho em mã 1651 với số điện thoại. Ren lưới nè, có phối kim sa cho mình. Vải này nó dai nha, mềm, chất mát cho cả nhà mình luôn. Rồi nhanh tay lên đơn dùm em luôn. Có em 100 không em? Em 100 bây giờ chị mình kiếm đầm là em hết hàng nha. Bây giờ kiếm đồng em 100 hả chị? Để em coi coi. Chờ em tí nha. Rồi em có cái đầm em 100 để em lên luôn nha. Em có cái đầm em 100 nha, để em lên luôn. Rồi em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1651. Em đang mặc trên người 1651, sale rẻ luôn 179. Sale rẻ luôn 179 ngàn đồng cả nha. Đặt đơn bình luận cho em mã số 1651 với số điện thoại, sale rẻ luôn 179 ngàn đồng. Chốt đơn liền dùm em, bên em có chuyên viên tư vấn nha. 179, 179 ngàn thôi. 55kg eo 74 thì mình sẽ men vừa. 1651 cho CM cả nha ha. Tông màu đen và có phối cho mình kim sa. Thì từng cái viên kim sa này em sẽ may lên trên mặt vải luôn, không dán keo và không ép nhựa nha cả nhà nha. Toàn bộ kim sa này em sẽ may lên trên mặt vải hết cho cả nhà mình. Tông màu đen luôn, mã là 1651, ren lưới nha chứ yêu nha. Rồi chị mình muốn coi cái mẫu đầm mà mình muốn coi cái mẫu đầm có em 100 đúng không chị ơi? Để em lên cho nha, chờ em tí. Em còn hai size lớn cho mình luôn, coi vẫn nhiều nha. Vải nào mặc cũng thích hết thôi nhờ ơi. Thích mẫu như nào bình luận phía dưới cho em lên đầm cho nha. Rồi em đầm này ngày hôm nay không những em sale rẻ mà em còn tặng quà nữa nha chị yêu nha. Chị nào em 90, 100 vô đây dùm em.
mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1662. Cả nhà lâu lâu cho em xin một nút chấm nha, để bài like này có lượt tương tác nha mấy chị yêu nha. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1662. Đây, ủa chết rồi, mặc lộn cái size lớn rồi. Ngày ngày thấy lỏng bỏng quá, em mặc lộn cái size lớn nhất rồi. Cả nhà cho em xíu nha, để em thay sang size M nha. Rồi chị em chúc nha mấy chị yêu nha. Em cảm ơn chị Nga Phạm. Rồi chị ơi, cái này là em 100 nè chị. Cái này em 100 nè. Cái này là chưa co giãn nha. Co giãn rồi nè. Co giãn rồi là vậy nè. Đó, co giãn lắm. Đầm này em 90-100 là thoải mái cho em nha. Để em thay cái size, cái size M em mặc nha mấy chế nha. Mặc lộn rồi. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc cho người, mã số của em nói là 1662. 1662 thì em sẽ có cho cả nhà hai size XL và lại cả 2XL luôn. Đầm này dán đầm suông chữ A cả nhà ha. Đầm này dán đầm suông chữ A, bên trong em có một cái áo á. À, bên trong em có bộ đồ ngắn á, nó hơi lòi lên xíu mình thông cảm nha. Đó. Rồi đây, cổ tròn, cổ tròn thì quá dễ mặc luôn. Có khoét giọt lệ cho mình, tặng luôn cho mình cái ghim cài áo ở đây nha. Mua cái đầm này tặng kèm quà. Đó, cả nhà mình không lấy quà thì giá cũng vậy, mà mình lấy quà thì giá cũng như đó luôn. Em đang mặc mã số 1662. Em chỉ còn cho mình hai size lớn 55kg cho tới 80kg, eo 75 cho tới eo 100. Mã số là 1662. Rồi ngày hôm nay cũng rẻ luôn, 219.000 luôn. 219.000 là cả nhà ơi. Đây, chất liệu vải ren lưới và có phối cho mình nè. Dệt kim tuyến nha. Co giãn nhiều, vải này thì mặc lên hỏng ngứa ngáy khó chịu gì hết. Hoàn toàn là mềm, êm ái, dễ chịu. Phần tay may một lớp, thân vest chỉ lượng 2 lớp. Thiết kế thêm cho mình hai túi hai bên cao 1m65, đầm để mặc dài tới bắp chân của em như vậy. Thích mặc dài để dài, không thích mặc ngắn dài lên like cách ngắn cho em là được luôn nha. Dạ ok chị Tuyết Vân. Ủa em 76 hả chị? Em 76 giờ hơi hiếm nha. Rồi để có em lên cho chị nha. Để em kiểm tra em có em lên liền cho mình. Rồi mẫu em đang mặc cho người, mã số của em nó là 1662. Đầm em đang mặc cho người, mã số của em nó 1662. Cả nhà cổ tròn cho cả nhà mình. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tròn nha. Tay loe như thế này. Đó, dán đầm suông chữ A, giá 219.000 đồng. Vải này mềm, chất đẹp luôn, có co giãn nhiều cho cả nhà mình luôn nè, đẹp không? Nề vải màu đen và có dệt kim cho cả nhà mình, tông màu ánh đồng ha. Trời ơi, đẹp lắm luôn á. 219.000 đồng thôi, mã 1662. Em có size cho cả nhà mình XL với lại 2XL. ML là em hết rồi nha, em còn cái M em đang mặc thôi à. Rồi ML là em hết rồi cả nhà ơi. Hôm nay shop sale cho mình luôn 55 cho tới 80kg, em 75 cho tới 100, giá chỉ có 219.000 đồng mẫu váy này thôi. Váy này mình dễ mặc lắm nha, mình mặc đi chơi, mình mặc đi tiệc được, mình mặc đi làm rất là lịch sự, mặc hàng ngày cũng được luôn. Cái chất nó mềm mát nè, không ngứa ngáy, không khó chịu và ủi là không bay không phai luôn. Nền đen có phối cho mình dệt kim bánh đồng nha. Trời xuất sắc cả nhà ơi. À, với lại có cái này chạy nhìn thông cảm giùm em, tại vì vải là em cắt bằng máy cho nên là những cái họa tiết chạy theo chiều dọc này nó sẽ không nằm giống 100% như em đang mặc ở đây. À, có cái họa tiết á, giống như là có cái xương cá này nằm bên vai bên này đi, thì khi em gửi về nhà có cái nó nằm nhích vô đây hoặc nằm chính giữa hoặc là nằm ở mé bên này, thì mình thông cảm giùm em chi tiết nhỏ nhỏ này nha, tại vì em cắt bằng máy nha mấy chị yêu ha. Rồi em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1662 nha. 1662 ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 219.000 đồng. Đặt đơn và lộn cho em mã 1662 với số điện thoại luôn. Vải mềm, chất siêu mát, vải này mình mặc lên còn không có sợ bị nhăn gì hết. Cái vải dệt kim này em đã từng về cho mình màu gì rồi, màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu trắng rồi đúng không cả nhà ơi. Đợt này em về cho cả nhà mình cái tông màu vàng đồng ha, tông màu ánh đồng, màu đen em cũng có về rồi cho mình luôn nữa. Rồi 1662 giá kiểu của em nó là 219.000 cả nhà nha, 219. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha, cả nhà cùng xem thêm mã khác nha. Cái đầm này size lớn đó mấy chị ơi. Size lớn đó, mình thích thì chốt đơn liền cho em nha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm nha, cả nhà cùng xem thêm mã khác. Đầm sale 99k mà em 76, em có cái này nè chị. Em có cái đầm này đủ size luôn nè chị yêu ơi. Săn cái này với em đi. Rồi mẫu em đang mặc trên người nè cả nhà ơi, đầm suông nha. Đầm suông mã số của em nó là 1664. Mẫu em đang mặc mã số của em nó 1664, đầm này cổ tròn ha. Tay búp cho cả nhà mình, dán đầm phông suông, thân váy là chất von hàng. Đó, rồi. Chân váy là ren lưới với kim tuyến ha, dán suông. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1664. 1664 em đang sale cho cả nhà luôn là 99.000 đồng.
1664 em sale cho cả nhà luôn là 99.000 đồng. Cả nhà đặt đơn có việc bình luận ngay trên phía dưới mã số nha, 1664 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn. 1664 99.000 cả nhà nha. 1664 99.000 đó. Rồi đầm em đang cần cho chị của mình đầy đủ 4 size M là XL và lại cả 2XL luôn, 40kg cho tới là 70kg, eo dưới 88. Em dưới 88 thì mình sẽ men vừa, nền vải là tông màu nâu cả nhà ha, và có phối hoa cho mình luôn. Tay ngắn nè, bóp đắp chéo cho mình nè, đẹp không? Chị mua rồi chứ phải đẹp giảm cả với chị mình nè. Chị nào chưa có chút cái này cho em nha, 40kg cho tới 70kg, eo 88, 86 độ về mang đẹp cho em luôn. Em cao 1m65, đầm này mặc vừa tới gối của em như vậy nha. Chị khách nào mà mình thích mặc lưng lửng ngắn ngắn thì mình chút cái này cho em, tại vì đầm này so với những cái đầm khác thì nó hơi ngắn hơn một tí xíu. Rồi mẫu em đang mặc mã số của em nói là 1664 giá 99 nha mấy chị yêu nha. Tông màu nâu cho cả nhà mình luôn và có phối hoa. Cái tông màu này thì mặc lên trắng nha cả nhà ơi. Màu này dịu, mặc lên rất trắng luôn á. Rồi chị nào chưa có thì chốt cái này nha. 1664 em sale rẻ luôn giá 99.000 đồng. Đây là một cái mẫu đồng mà em đặc biệt. Em đặc biệt em sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Đó, số lượng ít cả nhà trong tranh thủ nha. Rồi ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Chờ anh tí nha. Lên luôn cho cả nhà cùng xem thêm cái mã váy á. Mã váy này đi. Đây. Lên cho mình màu trơn nha. Màu này thì nó hơi lạ một tí. Rồi. Dạ, giống với chị Tâm Mùi. 1662 với 1666 là giống nhau á chị Tâm Mùi ơi. Nó là một luôn á chị. Nó là một luôn á chứ yêu ơi. Chứ còn không phải là hai. Tại vì có nhiều chị khách khó tính á. Mấy chị nói là tại sao mà cái 1666 em mặc cái xương cá ngay chính giữa. Nhiều chị khách khó tính á, mấy chị bảo là sao em mặc cái 1666 cái xương cá nằm chính giữa này. Còn mấy cái xương cá em gửi về cho chị á là đây chứ yêu ơi. 1662, 1666 nè. 1666 nè, cái xương cá nằm chính giữa, cái này là em lấy đại. Em lấy đại thôi, nhưng mà không ngờ cái xương cá nằm chính giữa. Xong sau đó em gửi hàng về nhà thì mấy chế đẹp mình nói là ủa, tại vì cái sọc sọc này em cũng không có để ý đâu cả nhà ơi. Em không có để ý cái này đâu. Đó, xong rồi gửi về nhà thì mấy chị đẹp mình nói là ủa, chị thấy cái xương cá nó phải nằm ngay đây. Sao em gửi cái xương cá nó nằm ở đây, hay ở đây, hay là ở đây nó lệch một bên. Thì cái này em cắt bằng máy cho nên là nhiều chị thì thông cảm, nhưng một số chị thì nói vậy đó. Cho nên em mới soạn riêng ra là cái xương cá này nằm riêng một bên. Nhưng mà soạn không nổi cả nhà ơi. Mấy bạn soạn cũng bị lệch à, chứ không có giống nhau. Sao giá trên lệch quý vị, trên lệch sao chị? Cái nào chị? 219.000 đồng giá. 219.000 đồng giá chị Tâm Bùi. 219.000 đồng giá. Với lại giờ 1666 với 1660 nó dồn vô một mà chị. Một. Ủa 1666 với 1662 nó dồn vô một mà chế. Bây giờ hai cái dồn vô một cho em nha. Đó. Rồi nhanh tay trên lệch hồi nào chứ yêu ơi. Trên lệch hồi bữa hay sao? Tại vì hồi bữa mấy bạn bỏ công ra nhiều chị khách, mấy chị khó. Mấy chị bắt là phải cái xương cá phải nằm ngay chính giữa như vậy nè. Đó, mấy bạn bắt em là phải xương cá nằm chính giữa như vậy nè, là 1666. Thì 1666. Ủa? Vậy hả chị Tâm Bùi, chị đặt hồi sáng nào ta? Chị đặt like của em luôn hay sao chị? Chị đặt trong cái livestream này hả chị hay sao? Mình đặt livestream trực tiếp cho em đi, em lên livestream trực tiếp đi rồi chị đặt đi. Mình đừng có đặt like bên ngoài, like bên ngoài của em 350. Mình đặt like bên ngoài của em 350 nha. Những like bên ngoài không có trực tiếp, mình đặt ở bên ngoài, mình đặt ở hình ảnh. Mình đặt like bên ngoài, mình đặt ở những trang khác. Bên nhà em có những trang mạng khác chứ không phải riêng gì Facebook. Thì giá của em nó là 350. Còn khi mà mình đặt bây giờ này, bây giờ chịu mình đặt đi là 219.000, em đang báo nè, 219 nha. Rồi chốt đơn cho em 1662 219.000 đâu em báo rồi. Cả nhà mình muốn săn sale giá rẻ, cả nhà mình vô cái like trực tiếp của em. Cái em đang mặc không có eo 100 chứ yêu ơi. Chị nào muốn rẻ đẹp cũng cái đầm này nhưng rẻ hơn
thì mình coi livestream trực tiếp của em đi, vô live trực tiếp coi. Rồi em đang mặc cho người mã số của em nó là, rồi ok chị Trang Huỳnh, em đang mặc cho người mã số của em nó là 1496, em còn size M, size L với lại size XL. 1660 còn không em? 1660. 1660 em còn, em còn nhưng mà ít chị ơi, đa số em còn M. 1660 em còn 100 cái size M, một cái size L với hai cái XL đó chị. Chị mình mang vừa không chị ơi? 65kg em với 85 á chị, còn một cái L với lại còn hai cái XL đó chế. 199 nha. Rồi em đang mặc cho người mã số của em nó là 1496. 1496 giá 149.000 đồng. 149.000 đồng nha. Eo đầm này thì eo dưới 84 cho em, 65kg eo dưới 84 thì mình mang vừa nha, 149.000 nha. Chị nào mà mình khách ruột khách quen bên nhà em á, hay là mình đang coi like của em nè, thì cả nhà lưu ý nha, muốn đặt đầm sale giá rẻ canh livestream trực tiếp em lên nè, ngày nào cũng like hết trơn á. Rồi đầm cao 1 mét, đầm suông á shop chị Đào Yến, đầm suông lấy cái này nè chị, đầm suông lấy cái 1662 nè, 219.000 cho em. Đầm suông lấy cái 1662 219.000 đồng cho em, suông chữ A nha, tặng phụ kiện luôn, 219.000 nha. Chị nào đặt cái like ngoài của em 349.000 đồng mới nha mấy chế. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình xem mẫu khác, tại vì các bạn là cứ mặc định mình coi cái like nào, cái like khác em like 350, có like em like 399.000 đồng đó, thì cả nhà mình đặt những cái like kia đó thì các bạn sẽ báo giá theo theo cái like đó nha. Còn cái like này em báo giá bao nhiêu? 219, tại vì đầm này nó lẻ sai rồi, nó lẻ sai rồi, em sẽ tặng cho mình trong trong live trực tiếp của em luôn, để thời gian em live dài dài ra một chút á, để thời lượng livestream em live dài dài ra một chút xíu, cho nên là cả nhà mình bỏ thời gian mình coi live quá dài thì em sẽ sale rất là rẻ cho mình luôn nha. Em live còn không dài lắm đâu cả nhân, tiếng rưỡi à, em lên cho mình mấy chục mẫu cho mình chọn đã luôn đây. Ủa cái này 1661 chứ em bị lộn rồi. Chị ơi sao mẫu này em lên 1660 được không chị? Em lỡ lộn cái 1661 này rồi. 1661 cả nhà ha. Rồi đầm này sale luôn, 199.000 cho em. Dáng body 40kg cho tới 58kg em 78 nha. Đầm này nếu như đầm này còn size là em 100 nè chị. Nếu mà đầm này còn size là em 100 cho em á. Em 100 còn nào nữa không em? Chị em tí nha. Em 100. Giảm xíu chị, em đang kiểm tra cái này. Rồi đây nè chị. Em có cái này là 1654 em 100 nè. Em có cái này 1654 em 100 nè chứ yêu ơi. Cái sườn xám nè chị, cái sườn xám phối cúc ngọc trai nè. Đây nè chị yêu ơi, 1654 em 100. Đó, cái này được không chị ơi? Chị Nguyễn Thị Nghĩa. Em 80. Em 80. Rồi mẫu em đang mặc trên người đầm này là em 78-80, 60kg cho em nha. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số. À 1660 vừa chị, vừa lấy cái đó cho em size XL. Rồi em đang mặc trên người mã số của em đó là 1661. 1661 giá 199.000 đồng. 1661 giá 199.000 đồng. 60kg em 80, độ co giãn thoải mái cho mình luôn, co giãn rất là nhiều luôn ha. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số với số điện thoại. Dạ chị lấy cái nào? Chị lấy cái sườn xám đúng không? Để em mặc lên em báo giá cho, tại cái giá nó đang là 349 á. Để em mặc lên em sale cho mình xuống chút, nó vẫn đang đủ size luôn á. Vẫn đang đủ size luôn. Chờ em tí nha, để em mặc lên giới thiệu sau em báo sale cho. Rồi, bây giờ em sẽ đổi sang cái 1660 đi. Em đổi sang cái 1660 đi nha. Đây, đẹp không? Xuất sắc luôn. Chị em tí nha, chị Huỳnh Nghĩa nha, chị Trang Huỳnh nha. Rồi rồi, em cảm ơn chị. Tiếp tục thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Muốn em lên đầm nào bình luận cho em nha cả nhà, em lên xe váy nha. Đây. Tiếp tục mẫu em đang mặc cho người mã số của em nó là 1660. Mẫu em đang mặc cho người mã số của em nó là 1660. Đầm này thiết kế sợi cổ tròn nha. Tay lỡ vai bồng, có nguyên cái mảng kim sa. Thì ở đây em đứng trước ánh đèn á cả nhà, cho nên những cái mảng kim sa này nó sẽ lấp lánh gấp đôi so với bên ngoài luôn. Rồi 1660, ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn. Chị có bao nhiêu ạ? 199.000. 199 thôi cả nhà. Rồi lên đơn giùm em, còn 100 chiếc size M, 1 chiếc size L với lại 2 chiếc, ô, 1 chiếc, ô đúng rồi, 2 chiếc size XL cuối cùng cho cả nhà mình luôn. 40kg cho tới 60kg, eo dưới 80 thì mình sẽ mang vừa cho em. Đầm này coi vẫn nhiều nha.
cái chất nhung lạnh cho cả nhà mình. Trời ơi, sờ lên mặt vải cho em mướt mượt luôn, với lại giờ vô mùa mưa rồi mình mặc lên không có sợ bị nóng. Thật ra đầm này mình có thể mặc mùa hè mùa thu được, mặc mùa nóng được á cả nhà ơi, êm mềm chất mát nha. Đó, nhưng mà mặc lên để đứng form, không phải nó mềm mát co giãn mà mặc lên không đứng form đâu cả nhà, đứng form rất đẹp cho mình luôn á. Rồi em đang mặc trên người mã số của em đó là 1660. Cả nhà đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em phía dưới mã số 1660 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình ha. Ngày hôm nay shop chú cho mình luôn là 199 1660. 1660 giá 199.000, 1660 giá 199.000 đồng. Mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1660 với số điện thoại ha. Rồi giá ngày hôm nay bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000 đồng thôi. Rất là đẹp luôn ha. Chị lấy làm sườn xám. Rồi bây giờ em lên cái sườn xám em báo mã cho. Sườn xám mã là 1654. Rồi, có gì chị yêu bình luận mã kèm giá tiền luôn nha. Kèm giá tiền em sale hôm nay cho chị luôn. Chờ em một tí nha, em lên sườn xám sale cho mình. Sườn xám này là em còn đầy đủ 4 size luôn cả nhà ơi. Xuất sắc, quá xuất sắc rồi. Rồi đây, mẫu của em đang mặc trên người mã số của em đó là 1654. 1654 sườn xám cả nhà ơi. Đó, cổ tàu cho cả nhà mình. Phối cúc ngọc trai nha, tay ngắn, ôm eo, dáng sườn xám nha cả nhà mình. Chị hay khách nào mà mình không thích ôm eo thì mình tháo bên ra cho em nha, bên trước bên sau tháo ra. Chị nào không thích, không thích ôm eo thì mình tháo bên ra, bên phía trước bên phía sau tháo ra. Rồi em đang mặc trên người mã số em nói là 1654 mấy chị yêu ạ, 1654. Đẹp quá. Cổ tàu tay ngắn luôn, phối cúc ngọc trai. Rồi cái đầm này ngày hôm nay ngày chị nào đặt đơn em sale rẻ cho 299.000 đồng cho mình luôn. Đặt đơn bình luận cho em mã 1654 với xíu ngòi chất dệt kim nha. Cái này dệt kim bánh nhũ cà nhơi. Giặt ủi là không bay không phai, không bong tróc và không rơi rớt luôn. Có độ co giãn nhiều cho mình luôn. Mã số của em đó là 1654. 1654 giá 299.000 đồng nha. Rồi 299.000 đồng. Đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1654 với xíu ngòi. 1654 với số điện thoại cho em là được. 40kg cho đến 80kg, em dưới 100 thì mình sẽ mang vừa giá 299 dùng em. Nhanh tay lên đơn chút liền cả nhà ha. 1654 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình giá 299.000 đồng. Co giãn nhiều cho mình. Cái này là họa tiết san hô cả nhà ha. Nền vải sẽ là màu đen và có phối với mình những cái họa tiết màu đỏ luôn. Tông màu này thì dễ mặc luôn, mặc lên gọn dáng cực kỳ cho cả nhà mình ạ. Chân váy có sẽ tà hai bên, mình thích tà sẽ thì để, không thích tà sẽ nhíp kín lại cũng được, tại vì đầm này nó có độ co giãn rất là nhiều. Co giãn nhiều lắm nha. Rồi em báo rồi nha. Thích ôm để ôm, không thích mặc ôm, thích mặc hơi suông suông, tháo bên trước bên sau tháo ra, đó là ok. Cúc này là cúc đóng ngọc trai luôn, đóng cúc ngọc trai vô luôn nha, không dán keo, không đính nhựa như mấy chế, rất là bền. Cái phần cúc này thì nó quá đẹp rồi. Mã của em nó là 1654. 1654. Đó, rồi nhanh tay dùng em. Eo 108 rồi em tính em 100 nha. Eo 108 tính em 100 nha mấy chế yêu nha. Co giãn nè, bao la ghê chưa, đủ có đúng một màu duy nhất thôi đó. Mã số của em nói là 1654, nhanh tay lên đơn liền dùng em 1654 với số điện thoại. Giá của em nó ngày hôm nay sẽ là 299.000 đồng. Đây là mẫu váy đủ size nha cả nhà ha, đầy đủ 4 size M là XL và là cả 2XL luôn. Tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà, cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Rồi chờ em tí em lên cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Mẫu nào đây, cả nhà thích cái mẫu đầm nào đây? Sườn xám đi nha mấy chị. Ôi sườn xám em chéo bên trên nè, thôi em lên đầm này sale 99.000 đồng. Em có cái sườn xám màu đỏ đô em chéo bên trên đó cả nhà, em mới vừa về cũng đẹp lắm luôn á. Rồi lên cho cả nhà mình mẫu váy hoa cả nhà ơi. Đầm váy hoa này em còn vài chiếc nè, mình săn sale với em đi. Váy hoa này em còn vài chiếc nè, săn sale với em đi cả nhà ơi, rẻ đẹp chất lượng luôn. Mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1536. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1536 rồi nha ha. Nền đen, phối cho mình hoa. Hoa màu đỏ hồng với lại màu vàng cam xen lẫn vào nhau. Phần tay em mang cho mình một lớp, thân váy kỷ lộn 2 lớp, có khóa kéo nằm đằng sau lưng mã số 1536 giá 99.000. 1536 giá 99.000 đồng. Đặt đơn còn bệnh ngay cho em mã 1536 với số điện thoại 99.000 đồng ha. Chắc là vậy bon hàng. Váy này em may kỹ cho cả nhà mình 2 lớp,
Đó, có khóa kéo nằm đằng sau lưng, tầm này không có túi cả nhà ha. Rồi 1536 cho em cả nhà ơi. 1536 giá 99, 1536 giá 99.000 đồng. Trời ơi, quá xuất sắc luôn. Vải đẹp, mềm, chất siêu mát cho cả nhà mình. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn, trước là bài von hàng. Về cái phần vải với lại cái phần màu sắc thì cái mẫu đầm này quá đỉnh đúng không? Nhưng mà tiếc cái đầm này còn size nhỏ lắm. 50kg eo dưới 68. 50kg eo dưới 68 cho em đang vừa nha. Mẫu em đang mặc mã số 1536. Mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1536. Mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em mã 1536 với số điện thoại. Giá ngày hôm nay chỉ có 99.000. Rồi 99.000 đồng áp dụng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay luôn. Xinh quá cả nhà ơi. Von hè nha, vải đẹp, mềm đủ chất mát luôn. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng, mã của em đó là 1536 nha. 99.000 nha cả nhà ơi. 99.000 đồng chốt đơn cho em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn. 1536 với số điện thoại giá 99.000. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác nha. Lên cho mình cái em đầm tím liệm tìm sim đi. Đầm này em còn size lớn nè, eo của em đó là eo 95 nha. Chị là eo 95 tranh thủ đặt cái mẫu đầm này nha cả nhà ơi. Tím liệm tìm sim cho mình luôn. Trời ơi, rất là đẹp luôn á. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1646. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1646 ạ. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tàu nha. Tay lỡ nè, ôm eo, dáng sườn xám, chứ là vải nhung lạnh nha cả nhà ơi. Nhung lạnh đẹp lắm, nhung lạnh em hay về lắm cả nhà ạ. Nó vải của nó mềm mại nè, không dày, cũng không bị quá mỏng đâu. Mặc lên đứng form nè. Cái vải của nó mặc mùa thu mùa hè thoải mái luôn á, to giãn nè, mịn mát cực kỳ. Đó, nhung lạnh nha, chị nào chưa có nhung lạnh nên tranh thủ mua một chiếc đi ạ. À, tông màu này là tông màu tím Huế nha, chuẩn tím Huế luôn cả nhà ơi. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã 1646, sale luôn 179. Sale luôn 179.000 đồng. Mua cái đầm tặng cho mình cái ghim cài bé bé ở đây nha, chị thương quá. Tặng ghim cài ngọc trai nha mấy chế. Rồi, 179.000 đồng luôn. 60kg cho tới là 70kg, eo 80 cho tới eo 95. Mã của em nói là 1646. 1646 giá 179.000. Em đang mặc trên người mã 1646 nha, tông màu tím Huế cả ơi. Màu này mặc lên là quá sang chảnh rồi, trời ơi quá đẹp luôn á. Mềm, mịn cực kỳ, chất siêu mát luôn. Đây, chị nào chưa có cái nhung lạnh tranh thủ nha. Và đây là tông màu tím Huế cho cả nhà mình. Ở trên live cả nhìn thấy cái phần này bạc bạc đúng không? Tại vì ánh đèn từ trên đi xuống á, thì nhìn cái phần này nó hút ánh đèn tốt á, cả nhà nó bắt sáng tốt á. Cho nên nhìn cái phần này sẽ bị bạc. Đây, phần tay cả nhà đang thấy là tím than đúng không? Tím đậm đúng không ạ? Nhưng mà dơ lên nè, nhìn cho em. Đó thì ở trên live mình mới thấy vậy nha. Chứ bên ngoài thì màu của em nó sẽ đều hẳn từ trên xuống dưới luôn. Và khi mà mình cầm lên tay, trộn một cái tông màu tím thuần rất là đẹp luôn. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1646. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1646 nha. Cả nhà thích cái mã váy này của em, nhanh tay lên đơn chút liền. Chỉ cần bình luận ngay cho em mã 1646 với số điện thoại giá là 179.000 đồng. 179.000 đồng nha. Sắp áp dụng khi chốt online, không áp dụng bên ngoài nha cả nhà nha. Nhớ kỹ dùng em. Em báo rồi đó, chị nào mua cái đầm này bên những cái livestream khác của em giá là 349. Đó, chị áp dụng livestream trực tiếp tại nhà nha. 179 kết thúc livestream nó cũng lên lại giá 349.000 đồng dùng em. Rồi, bây giờ em sẽ thay thêm cho mình mẹ khác. Nó lấy cái sườn xám mà cũng chưa lấy cái sườn xám qua luôn. Ok, em thay thêm cho mình mẹ làm này. Trời ơi, 129.000. Chị khách nào mặc size nhỏ vừa đâu, chút cái này đi. Chị khách nào mặc size nhỏ vừa thì mình chút cái này của em nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1464. Đầm em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1464 cả nhà. Đầm này cái sẽ là cổ sơ mi, chứ là vải chiếc phong cao cấp nha. Vải đẹp, mềm, chất siêu mát luôn. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng, đầm em vòng size XL. Có size 55 cho tới 62kg, eo 75 cho tới eo 82. 55 cho tới 62kg, eo 75 cho tới eo 82. Cổ sơ mi nè, nền vải màu đen, có phối cho mình họa tiết dây sắt chạy theo chiều dọc trên nền vải hai lớp. Thiết kế thêm cho cả nhà mình hai túi, có hai cọng râu để mình buộc eo luôn. Đây, buộc lại cho em, đẹp chưa? Rồi, em đang mặc mã số của em nó là 1464. 1464 cả nhà nha. 1464. 129.000 cho size XL. Rồi, có chị khách nào mặc vừa size XL không? Cả nhà nhớ tăng livestream để mình săn sale với em cả nhà nha. Livestream ca trưa là 12 giờ rưỡi.
12 giờ rưỡi hoặc là trễ hơn chút xíu á, 10 phút 20 phút gì đó mình nhớ canh nha. Còn ca tối thì 6 giờ 50 phút hoặc là 7 giờ thì em sẽ lên like cho cả nhà mình ha. Rồi em đang mặc cho người mã số của em nó là 1464 cả nhà. 1464 ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 129.000, 129.000 đồng nè, tông màu đen trắng nha cả nhà mình. Có phối cho mình những cái họa tiết mắt xích chạy theo chiều dọc trên này vậy. Trong tủ đồ mình có họa tiết dây xích chưa? Cả nhà trong tủ đồ có họa tiết dây xích chưa ạ? Nếu như chưa có thì bây giờ lên đơn liền cho em luôn, bình luận cho em mã 1464 với số điện thoại nha. Em còn có một size thôi, giá gốc bình thường mình mua là 329. Hôm nay em sale cho cả nhà luôn, chất chiếc phong đẹp luôn nha. 129.000 đồng. Đây là một cái mẫu váy mới 100%. Tem mát còn đầy đủ và không có một chút lỗi làm gì hết nha. Rồi nhanh tay, mình nhận được váy á, mình được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi mình thanh toán luôn. Kiểm tra thoải mái cho em nhé. Em đang mặc mã 1464 giá 129.000 đồng. 1464 giá 129.000 đồng nha mấy chị yêu ạ. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm mã đồng khác nữa nha. Rồi chờ em xíu nha mấy chị yêu nha. Chấm bài tương tác chia sẻ livestream hộ em nhé. Lên cho các chị đẹp mình cái mẫu đầm này đi, sale luôn 99.000 đi. Lên đầm body sale 99.000 đồng cả nhà ha. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1541. Đầm em còn có mấy cái à? Đầm em đang mặc trên người mã số của em nó là 1541 mấy chị đẹp ạ. Đầm mấy cái sơ đồ cổ chéo, tay lỡ ôm eo nè, dán đầm body bút chì. Mã của em nó là 1541. Đẹp không? 1541 đẹp không? Ren chấm bi, hồi nãy em lên ren caro rồi đúng không ạ? Đợt này em lên cho mình là ren chấm bi đồng tiền. Cổ áo này tùy chỉnh được nha, thích mặt cao hơn thì mình kéo sát lại nhíp cao lên tới đây cho em luôn. Không hề sợ bị mất form nha cả nhà. Kéo sát lên đây nhíp lại. Rồi mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1541. Giá 99.000 luôn, 55kg 74. 55kg 74, 1541 cho em cả nhà. Đặt đơn hình ảnh phía dưới mã 1541 với số hỏi còn 9 chiếc cuối cùng nha. Em còn 9 váy cuối cùng là hết hàng cả nhà ơi. 1541 với số hỏi cho em. Sale đặc biệt cho cả nhà mình luôn, chỉ có 99.000 đồng một váy, mã là 1541 nha. Đặt đơn có việc hình ảnh ngay cho em phía dưới mã số với số hỏi cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn. Giá siêu rẻ ngay hôm nay luôn. Rồi giá siêu rẻ ngay hôm nay luôn cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1541, 1541 giá 99.000. Mẫu em đang mặc trên người mã 1541 giá 99.000 đồng. Cả nhà đặt đơn có việc hợp anh ngay cho em phía dưới mã số 1541 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn nha cả nhà ha. Tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà, cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Ưng đồng nào đặt hàng sớm sớm nha em cả nhà ơi, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn cho mình ạ. Tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà, cùng xem thêm mã váy khác ạ. Em có thích đầm maxi không? Em đang có cho mình cái đầm maxi hoa nhí thì bị dễ thương luôn. Đây, lên cho cả nhà một cái em đầm maxi hoa nhí. Hoa này rất là lạ cả nhà ha, nhỏ 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 nhỏ, maxi đi biển. Đầm hoa sâu đi em. Rồi, đầm hoa sâu chị mình muốn em lên cái nào nè? Em có cái màu đỏ đô á, màu đỏ đô nè, màu xanh đậm nè, với lại cái màu xanh ngọc. Rồi chị thích lên cái nào bình luận cho em nha. Cái màu đỏ đô hay màu vàng, màu xanh ngọc, hoa màu hoa lily màu cam, với cái màu xanh đậm hoa lily màu cam với cái màu xanh ngọc hoa hồng. Rồi chị thích cái nào bình luận cho em lên cho nha. Em đang mặc trên người mã số là 1675. Mẫu em đang mặc mã 1675, đầm này trước là vải Volter phối nhũ nha mấy chế. Đầm này em gần hết hàng nha, chị nào chưa có tranh thủ lên đơn cái này cho em nè. Mẫu em đang mặc cho người mã số 1675. Trời ơi, đầm em còn một cái size M. Rồi, size L 21 chiếc, XL 12, 2XL còn 3 là hết luôn. Trời ơi, đẹp quá. Trước lại vậy của em nó là dòng 7V nha cả nhà nha. Volter dệt kim, dệt ánh nhũ cho cả nhà mình nè. Sẽ có những cái chợ sợi chỉ kim tuyến chạy theo chiều dọc ở trên nền vải nha. Cổ V có phối cho cả nhà mình cúc phía trước như vậy luôn. Khóa kéo nằm đằng sau lưng cúc, cúc ngọc hình hoa nhé. Cúc ngọc hình hoa cho cả nhà mình. Mã số của em đó là 1675. 1675. Đặt đơn cứ bình luận cho em mã 1675 với số điện thoại. Rồi sale luôn ngày hôm nay luôn cả nhà ơi. Chờ em tí nha.
Em sale cho cả nhà luôn 299.000 cái mã này, 299. Xanh đậm đúng không chị? Rồi. 299.000 đồng luôn cả nhà ơi, đặt đơn bình luận cho em mã kèm giá vô. Đồng này em còn đủ size, em đặt bì sale luôn 299, không đẹp em không lấy tiền cả nhà luôn. Cái đồng này cái vải của nó rất là dễ thương luôn. Cái vải của nó rất là dễ thương, nhìn cái màu cho em nè, nhìn cái màu xanh nè, nhìn cái hoa cái lá này cả nhà ơi. Hoa nè, hoa màu xanh biển nè. Rồi màu tím nè, màu hồng nè. Rồi chị Linh chúc bình luận kèm giá cho em luôn. Thay mời em còn một váy 299.000 đồng, 1675299 dùng em nha. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số váy xin hỏi. Em còn cho cả nhà mình là một váy size M. Size L thì em sẽ còn cho cả nhà mình là... Không. Cái này... Chờ em tí nha. Cái này em sale cho mình đi 259 đi. Thôi để em sale 259 đi. 259 đi chị Linh Trúc ơi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1675259 đi. Rồi rất là đẹp luôn, chất liệu vải von. Size M em gọi sẽ còn cho mình là một chiếc. Size L em còn cho mình 21, XL còn 22 và 2XL còn 3, làm hết luôn. Chị nào mặc 2XL lấy cái này 40kg tới 72, cái eo tới 92 là cái mẫu này. Dễ thương lắm, dễ thương lắm, cả nhà hoa dễ thương lắm. 259 cho mình đi, 259 luôn, 1675 259 luôn. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số 1675 259.000. 259 á. Trời ơi, mua đi cả nhà ơi. 350 xem 259, xuất sắc không? Đó. Tại cái đầm này là nguyên nhân là nếu như mà chị khách nào đặt xe M, chị Linh Trúc đặt xe M là em hết. Chị Linh Trúc đặt xe M là em hết xe M nè. Với ba cái size 2XL là vậy là em sẽ hết hai size luôn, là em chỉ còn hai size thôi. Giờ sớm cũng hết hàng, muộn cũng hết hàng, em sale luôn. Sớm cũng hết, muộn cũng hết, em sale luôn nha. Em còn cho mình là một cái size M, một cái size M, 21 cái size L, 22 cái size XL và ba cái size hết, nhiêu đó thôi là hết rồi nha cả nhà ha, nhiêu đó thôi. Rồi sale luôn cho mình luôn 259.000 đồng chân váy phối đuôi cá cho cả nhà mình, rất là dễ thương luôn nha. Tầng đi xuống nè. Đẹp lắm, cái màu của nó xinh lắm rồi nhá. Ở đây hình như em có một cái ở đây nè, để em cầm vô lên cho mình coi. Ủa đâu rồi trời? Ủa ai lấy rồi? Ủa ai lấy quay mà ta? Thôi không có thì thôi nha, coi đổi cái này nha cả nhà ơi. Để em kéo tà váy lên cho mình coi. Chiếu chiếu nha. Không ngứa, không khó chịu. Chị ơi, 1675 em hết M. Em hết M chị ơi. Lấy xe L giùm em đi. Lấy xe L giùm em đi chứ yêu ơi, em mới vừa hết xe M tức thì luôn á chị. Có một chiếc mà hai chị đặt hàng. Rồi đây cả nhà ơi, 1675 siêu dễ thương, chất von tơ cho cả nhà mình. Đây là dòng von tơ, dáng maxi, đi tiệc, đi làm cũng được. Đó, nhưng mà chị khách nào mà mình chuẩn bị đi du lịch, đi biển thì mình chốt cái này. Đi du lịch, đi biển chốt cái này cho em. Mềm, nhẹ, chất mát, màu hoa siêu dễ thương. Có kim tiến nữa, lấp lánh nè. Đứng gần gần là thấy, chiếu chiếu nhẹ nhẹ, đẹp lắm, chiếu nhẹ, dễ thương lắm ha. Em 76 lấy xanh L giùm em đi chị. Rồi bây giờ size M em hết, size L em còn 21, XL em còn 22, hay XL em còn 2. Đó, cả nhà đặt đơn tranh thủ giùm em 259, mã số 1675. Rồi 1675 259. Chị khách nào mà đặt đơn có việc comment ngay cho em thôi, để em báo giá luôn đi. Để em báo giá đi cho các bạn khỏi lộn. Rồi nhanh tay lên đơn chốt liền cho em luôn, mã số váy xin hỏi 1689. Đâu rồi, giá đâu rồi? Chờ em xíu ở nhà nha. Cả nhà mình thông cảm nha, để em kiếm cái giá nằm đâu rồi. 1675 259.000 nha. Rồi ok. 259.000 đồng mã này luôn. Rồi chốt đơn cho em nha. 72 kg eo 92. 72 cái em 92, đầm này rộng đầy thoải mái cho em. Đẹp lắm, mềm lắm. Vải dễ thương, cái màu vải dễ thương lắm nha. Rồi, tiếp tục sẽ thay thêm cho mình mẫu khác. Màu bên ngoài thì nó sẽ nét nha. Màu bên ngoài nó sẽ nét và nó sẽ đậm nha cả nhà ơi. Chị Phạm Lương bình luận cho em mã 1675 giùm em. Em còn hai cái size 2X á, chị nào mặc size 2X cứ chốt 70kg, 72kg rồi đó. Thì mình cứ chốt cho em nha. Nhanh tay giùm em. Rồi bây giờ Maxi em lên cho mình cái đầm này có size ML.
Đó, được đủ size mà em sale luôn, xuất sắc không? Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nói là 1632. Em đang mặc trên người mã số 1632. Dạ sao chị? 2XL hả? Hay là 2XL? Rồi chị Vân Đầu, chị Vân Đào, chị Trạch Đinh nè. Dạ dạ ok chị. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã số 1632. Tiếp tục cho mình cái đầm von ha. Von có cái chấm hạt rất là dễ thương luôn. 1675 2XL. Vậy em còn không ta? Có 3 cái á chị ơi. Vậy là hết đó, nãy giờ em thấy 3 chị đặt là hết đó chị. Xem mềm hết chị ơi, xem mềm hết rồi. Vậy là bây giờ em còn 21 cái size L với lại 22 cái size XL nha. Cố gắng lên đơn giùm em. Rồi tiếp tục cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1632. 1632 ngày hôm nay shop trước cho cả nhà mình luôn, giá là 219.000 đồng. Còn hai size nhỏ ML là hết luôn. 1632 cho em. 219.000 đồng. Chắc là vậy von hạt cả nhà nha. Những cái hạt này nó sẽ nổi bên trên mặt vải luôn. Giặt ủi là không bay không phai. 1675, 1675 nha chị Phạm Lương, cái đó 1675 nha chị. Rồi, tiếp tục nha, em đang mặc trên người mã số của em nó là 1632. 1632 cả nhà ơi. Cả nhà mình ơi, tại vì một cái mã bên em á nó tới 4 chữ số, mình thông cảm giùm em nha, có gì nhớ kỹ giùm em nha. Nếu như mà mình không nhớ mình có thể hỏi lại em. Không nhớ có thể hỏi lại em nha cả nhà ha. Đó, mình đặt mình quên á. Cái mình đặt lộn á là nó bay qua cái đầm khác đây. Cái này 1675 giùm em. Dệt kim bánh nhũ nè, nhìn giùm em đây. Trời ơi, mấy cái lằn sọc. Trời ơi, đẹp không? Đây. Em có dệt chỉ kim tuyến nè, không ngứa, không khó chịu. Nút hình hoa nè. Nút hình hoa này dễ thương không? Xinh không? Em may vô trong mặt vải luôn. Em may vô cho mình luôn, không có dán keo nha, em may vô luôn, đẹp không? Bên trong lót thun cô tông luôn, 259.000 đồng cái mã này cho em. Dán dài luôn, khóa cái ẩn giọt lệ nằm đằng sau lưng cho mình. Khóa cái ẩn nằm đằng sau lưng màu hoa như vậy nè. Cái này em đứng trước ánh đèn á, cái màu nó hơi sáng quá so với bên ngoài một chút nha. Đó, đẹp không? Dễ thương lắm. Bông cũng dễ thương, cái gì cũng dễ thương, màu bông, màu lá dễ thương, nền đen dễ mặc cho mình luôn, 259. Rồi, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã số. Chị khách nào thích đơn giản hơn chút thì lấy cái này. Em đang mặc trên người mã số của em đó là 1632. 1632 giá 219.000 đồng, dáng siêu dài, em cao 1m65, đầm em mặc dài tới cổ chân của em. Thích mặc dáng dài dài thì mình cứ để dài dài, không thích mặc dáng dài lên like cho em, giá 219.000 đồng mã số 1632. 1632 giá 219.000 đồng cả nhà ha. 40kg cho tới 60kg, eo dưới 80 thì mình sẽ men vừa, tại vì cái đầm này á là em may cho mình thoải mái nha. 1632. Phần tay em có phối cúc. Phần tay có phối cúc. Rồi đây cũng có phối cúc luôn. Dạ ok chứ Lê Nguyễn nha. Rồi 219. Đầm này vải xinh chị, vải của nó rất là dễ thương luôn. Size M eo 6, eo 65 cho tới eo 75. Size L eo 75 cho tới eo 80 dùng em nha. Hai size M và L. Đầm này đẹp mềm, có co giãn nhẹ nhẹ cho mình. Mấy cái hạt bông này siêu dễ thương luôn á. Êm lắm, không có gây khó chịu. Cái màu đen đứng gần ánh đèn thường nó hơi chá, cả nhà thông cảm nha. Màu gì đứng gần sát đèn sáng cũng chá hết nha. Đó, chứ cái màu bên ngoài này nó đậm đà, nó đẹp lắm, đen tuyền đẹp xuất sắc luôn á. Đen tuyền đẹp xuất sắc luôn, dáng nè. Dáng này cả nhà ơi, đẹp không? Ôi, mềm, rũ đẹp. Giặt tay giặt máy được. Giặt tay giặt máy được, không sợ nó bị yểu luôn. Xuất sắc cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lên đơn. Size M eo 65 cho tới eo 75, size L eo 75 cho tới eo 80. Mã số của em nói là 1632. Mình đặt đơn bình luận ngay cho em mã 1632 với sáng hỏi đẹp lắm cả nhà ơi. Cái vải này nó xuất sắc lắm nha. Nói về cái vải thôi, chưa nói về cái form á, là cái vải nó rất là đẹp rồi. Rồi cái vải nè. Cái vải rất là dễ thương cả nhà ơi, thấy không? Xinh ha, mặt bên trong nè, mặt bên trong thì nó láng mịn nè. Mặt bên trong thì nó mịn nè, mặt bên ngoài thì nó hột như vậy nè. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, đúng mẫu đấy, nhưng hết cho chị mẫu đen like sau nhé. À, chị đặt size M mà hết hàng. Đặt size M hết hàng, lấy size L bóp eo. Còn lấy cái này cũng được, không lấy cái đó, lấy cái này cũng được. Lấy cái này bình luận cho em nha chị Phạm luôn. 1632. Bình luận cho em 1632 chứ giống như chị Nga Trần nè.
Với lại chị Lê Nguyễn nè, bình luận cho em đơn giản như chị Nga Trần cũng được. 1632, biết mình mặc size gì không? Size M đúng không? 1632 size M, xuyên thoại. Đó, còn nếu như mà không biết size thì 1632 xuyên thoại bên em tư vấn của mình nha. Hoặc là xuyên thoại dài quá thôi 16320 cũng được luôn. Đó, đơn giản trơn trụi vậy cũng được luôn, không sao hết trơn á. Rồi em đang mặc cho người mẫu 1632 cả nhà ha. 219.000. Đó. Muốn được giá sale rẻ cả nhà mình coi livestream trực tiếp giùm em. Trời ơi, lúc nào em live cũng nhấn mạnh hết trơn á cả nhà ơi. Cả nhà mình đặt hàng bằng mấy cái video khác nè, hay là không có đặt trong cái live trực tiếp á, giá nó cao đó nha. Rồi, tiếp tục thay thêm cho mình mã khác. Lên cái mã này sale đi. Chị ơi, lên thêm cho chị cái này sale M nè, sale rẻ cho mình nè. Em bao nhiêu báo em nha. Rồi, em đang mặc cho người mã số của em nói là 1613. Đầm em đang mặc cho người mã số của em nói là 1613 cả nhà. Đầm mấy cái sẽ là cổ lục giác. Cổ lục giác tay lỡ vai bồng, dáng đầm phông xòe xòe ha. Váy may hai lớp, có hai túi, có khóa kéo phía sau lưng cho mình luôn. Rồi em sale luôn 99.000. Em sale 99.000 đồng cho ba váy ở trong cái line này nha. Rồi tranh thủ dùng em luôn. Mẫu em đang mặc cho người mã số 1613. Siêu phẩm thì nhiều cả nhà, tranh thủ mình lên đơn nhanh nhanh là được ạ. Rồi em đang mặc cho người mã số của em nói là 1613, 1613. Cả nhà đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1613 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng cả nhà ha. 99.000 mã này 1613. 1613 62 ủa 52 kg eo 72 1613. 3 chiếc trong line 99.000 đồng 1613 dùng em. Vải đẹp, mềm, chất mát luôn, dáng đầm xè xè cho mình. Ở đây em cao 1m65, đầm đây mặc dài tới bắp chân của em như vậy. Mình thích mặc dáng dài hay dáng ngắn, thích mặc dài dài thì mình cứ để dài dài như vậy cho em. Còn mình thích mặc dáng ngắn hơn, đơn giản, lên like cắt ngắn được luôn. Tùy theo cái thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm nha. Chị Nguyễn thay tiếp mẫu khác nha cả nhà ơi. Đẹp không cả nhà ơi? Rồi em đang mặc cho người mã số 1632, 1632 sale rẻ cho cả nhà mình luôn ha. Chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng cho size M. Ủa 777 1613, 1613. Rồi, chị Phạm Hiếu bình luận lên là em mới thấy sao vậy ta, em bị liệu á cả nhà ơi, thông cảm giùm em nha. Dạo này đầu óc của em á trên mây. 1613 99 giùm em nha, cả nhà thông cảm giùm em nha. 1613 99.000 nha. Trời ơi đẹp quá cả nhà ơi. Hai lớp hai túi luôn, chất von dệt kim màu đen cho cả nhà mình ha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho các chị đẹp mình cùng xem thêm một cái mã váy khác. Đây. Lên tiếp cho cả nhà mình một cái em đầm hoa thêu. Cả nhà mình qua đây đã có săn được váy hoa thêu bên nhà em chưa? Chưa săn được váy hoa thêu thì hôm nay săn đây mới chế. Rồi, mẫu em đang mặc cho người mã số là 1588. Em đang mặc cho người mã số của em nói là 1588 cả nhà ha. Đầm này thiết kế là cổ tim nè, có phối cho cả nhà mình hoa thêu, tay ngắn ôm eo, dáng đồng phong xòe xòe nè. Một lớp hai túi luôn, chất liệu vải thun dập sóng cho cả nhà mình, dập giống như là sóng biển vậy đó. Đây nhìn nó như là những cái gợn sóng biển vậy cả nhà ơi, co giãn nè, đẹp không? Rồi mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1588. Em đang mặc mã 1588 nha mấy chị yêu nha, 229.000 thôi. 229.000 đồng, đặt đơn có việc comment ngay cho em mã 1588 với xin hỏi giá 229.000 đồng. Rồi cái mảng hoa thêu rất là chất lượng luôn á. Mảng hoa thêu này thì em sẽ may lên trên mặt vải, không dán keo và không ép nhựa cả nhà nha. Đây nhìn giùm em, nó sẽ chuyển màu ở bên trong nhụy là màu đỏ đô, tan ra ngoài là màu đỏ tươi cho mình, lá là tông mộc, tông ánh đồng ha. Nguyên cái mảng hoa thêu này em sẽ may lên trên mặt vải, tan ánh luôn, dánh eo, dán đồng phong xòe tròn như thế này. Rồi mẫu em đang mặc cho người mã 1588, 229.000 đồng. 1588 229.000. Đó. Rồi, 40kg cho tới là 65kg eo 84. Tại vì đầm này em còn size nhỏ cả nha, cho nên là em không có còn size 70kg nha. Đầm này em không có còn size 70kg nha. 1588 3 size MLXL, ML với XL là em hết rồi cả nha. Rồi các chị đẹp, các chị đẹp mình thích cái mã váy này bình luận cho em mã nha.
1588 với sinh mệnh còn 3 size, em còn cho mình size M, size L với lại size XL. ML với lại XL 40kg cho tới 65kg. Em dưới 84 cho em co giãn tông màu đen ha. Đó, dễ mặc luôn. Vừa trắng da vừa tôn dáng cho cả nhà mình. Mã số của em đó là 1588, giá 229.000 đồng. Chị khách nào mình đặt đơn có việc bình luận ngay cho em phía dưới mã số 1588 với số điện thoại cho em là được em tư vấn cho cả nhà mình ha. Hôm nay sale siêu rẻ cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 229.000 đồng một váy thôi, xuất sắc không? Hoa theo bên nhà em hiện tại chỉ có mẫu này thôi à cả nhà, chứ không có còn mẫu khác ha. Rồi, mẫu váy này cũng đã khép lại bài livestream trưa ngày hôm nay của em rồi. Chị nào vào sau có thể coi lại hoặc là đón xem bài livestream kết thúc của em vào lúc 6:50 chị có hàng ngày nha. Trưa ngày hôm nay mình đã đặt đủ đơn chưa? Chị khách nào đã đặt thấy đủ rồi á thì em đi liền cho mình. Chút nữa em soạn hàng đi liền cho mình luôn. Còn chị khách nào mà mình đặt chưa thấy đủ, 595.000 đồng được miễn ship đó. À, chiều nay mình rảnh mình vô coi tiếp để mình dồn đơn thì mình nhớ nhắc các bạn nha, để chiều nay chị dồn đơn. Và đơn của mình chỉ dồn được trong một ngày, ca sáng, ca trưa với lại ca chiều thôi. Ngày mai em đi sớm cho mình ha, 5-6 giờ em đi liền cho mình ha. Đó, chị nào thấy là ok đủ rồi thì chút nữa em soạn đơn đi. Còn chị nào mà mình thấy là muốn đặt thêm thì nhắn tin cho các bạn nói em khoan đi liền, chiều nay chị mua nữa nha. Rồi, em cảm ơn cả nhà mình nhiều. Bây giờ thì em xin kết thúc bài live stream tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ. Ủa, buổi trưa thật là vui vẻ nha.